Sau chiến thắng Manchester United ở vòng 37 ngoại hạng Anh vào hôm qua 12 tháng 5, Arsenal đã tạm thời vượt qua Manchester City khi có 86 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở vòng cuối, Arsenal đối đầu với Everton. Trong khi đó, Manchester City còn trận đấu ngủ với Tottenham Hotspur vào giữa tuần và đụng độ West Ham vào cuối tuần. Người hâm mộ bóng đá Anh hứa hẹn sẽ được theo dõi cuộc đua vô địch rất hấp dẫn giữa Manchester City và Arsenal trong một tuần tới. Dưới đây là những kịch bản có thể xảy ra trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Kịch bản Manchester City vô địch ngoại hạng Anh. Về cơ bản, Manchester City đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch giải ngoại hạng Anh. Chỉ cần thắng Tottenham Hotspur và West Ham, Man Xanh sẽ nghiễm nhiên lên ngôi mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Arsenal và Everton. Đoàn quân Pep Guardiola được đánh giá cao khi luôn thể hiện sự ổn định trong giai đoạn nước rút. Trong trường hợp không giành trọn vẹn 6 điểm, Manchester City sẽ phải ngóng kết quả trận đấu của Arsenal trên sân Emirates trước Everton. Kịch bản Arsenal vô địch ngoại hạng Anh. Do không còn quyền tự quyết nên Arsenal bắt buộc phải ngóng đợi hai trận đấu còn lại của Manchester City với Tottenham Hotspur và West Ham. Điều kiện cần là Arsenal bắt buộc phải thắng Everton. Trong trường hợp Manchester City giành 4 điểm, hai đội sẽ bằng điểm và so sánh hiệu số bàn thắng bại. Nếu như Manchester City giành 3 điểm trở xuống, Arsenal sẽ vô địch. Nếu như Arsenal không thắng Everton, khả năng rất cao họ sẽ mất chức vô địch ngoại hạng Anh vào tay Manchester City. Trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố quyết định. Đây là kịch bản nhiều người mong đợi khi nó sẽ tạo ra sự nghẹt thở cho tới phút chót. Hai đội bằng điểm trong trường hợp nào? Nếu Arsenal thắng Everton, còn Manchester City chỉ giành 4 điểm trong hai trận gặp Tottenham Hotspur, West Ham, hai đội sẽ có cùng 89 điểm. Nếu Arsenal hòa Everton, Manchester City hòa cả hai trận cuối cùng, hai đội khi ấy sẽ cùng có 87 điểm. Nếu Arsenal thua Everton, Manchester City chỉ giành 1 điểm trước Tottenham Hotspur, West Ham, hai đội cùng có 86 điểm. Lúc này, Arsenal có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại khi hơn Manchester City, cộng 61 versus cộng 58. Thế nhưng, điều quan trọng là Manchester City vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Họ đương nhiên muốn giành trọn 6 điểm khi gặp hai câu lạc bộ thành London để tránh lâm vào kịch bản đáng tiếc. Arsenal chỉ biết gửi gắm số phận của mình vào hai gã hàng xóm là Tottenham Hotspur, West Ham.